lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật. Ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một, đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người. Ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói. Người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô thật là một cái điều lý thú khi mà chúng ta đặt cái phần mở đầu tin mừng của Thánh Gioan, quen gọi là phần tự ngôn, song song với cái phần mở đầu của sách Sáng Thế trong Cụ Ước. Chúng ta thấy gì? Thưa, chúng ta thấy đó là nếu trong Cụ Ước Thiên Chúa đã sáng tạo từ hư không cả một cái vũ trụ càn khôn xinh đẹp, được tô điểm bằng tất cả những cái cỏ cây hoa lá, sông dài biển rộng, núi cao và muôn loài muôn vật, không thể nào mà tưởng tượng được cái đa sắc, đa diện, đa loài. Và sau cùng, cao điểm của công trình sáng tạo đó chính là việc Chúa sáng tạo nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Cái chương trình sáng tạo đã được diễn tả trong sách Sáng Thế một lần nữa lại được nâng cao, lại được tô điểm như thể là cái điểm đến, như thể là cái mục tiêu tối hậu của cái công trình sáng tạo lần thứ nhất trong các Sáng Thế. Chúng ta có thể gọi đây là công trình sáng tạo mới, công trình sáng tạo hoàn hảo, công trình sáng tạo tối hậu của chính Chúa Giê-xu, là ngôi lời của Thiên Chúa. Cũng chính ngôi lời của Thiên Chúa đã làm nên vũ trụ càn khôn khi trong tường thuật của sách Sáng Thế, Thiên Chúa chỉ nói một lời là lập tức xuất hiện như là lệnh truyền của Chúa. Thì trong cái chương trình sáng tạo mới, trong cái công cuộc sáng tạo mới, mở đầu tin mừng thứ tư của Thánh Gioan cũng vẽ ra cho chúng ta thấy cả một cái vũ trụ càn khôn mới được chính ngôi lời của Thiên Chúa tái tạo, nâng cao và có thể nói là vĩnh cửu hóa. Từ nay, với sự xuất hiện của ngôi lời, thì tất cả từng cái cỏ cây hoa lá, từng muôn loài muôn vật, kể cả những cái loài vật
chưa từng xuất hiện ở cái thời đại trước đây, và kể cả những cái gì nó còn trong tiềm năng, và nhất là tập trung vào con người vốn đã trở thành cái cao điểm, trở thành trung tâm của cái chương trình sáng tạo của sách Sáng Thế, lại càng trở thành rất ý nghĩa, lại trở thành không thể chưởng trước, lại trở thành bất khả loại trừ ra khỏi cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô. Nếu như ngày hôm qua cái cuộc sáng tạo từ hư không của Thiên Chúa Cha đã làm cho xuất hiện một cái vũ trụ càn khôn xinh đẹp không thể nào mà diễn tả cho hết lời, muôn muôn thế hệ vẫn còn tiếp tục khám phá những cái bí mật kỳ diệu của cái công trình sáng tạo thứ nhất này, thì còn hơn thế nữa, còn muôn ngàn thế hệ về sau này sẽ còn phải bỏ bao nhiêu cái công sức để tiếp tục khám phá, để tiếp tục chúc tụng, để tiếp tục kinh ngạc, ngỡ ngàng vì cái công trình sáng tạo quá vĩ đại, quá hoàn hảo do chính ngôi lời nhập thể của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Còn gì đẹp hơn khi mà cái vũ trụ này nó đạt được tới cái ước mơ của nó, là nhìn thấy được cái hậu vận của nó khi ngôi lời của Thiên Chúa đi vào ở trong cái lịch sử, đi vào ở trong cái vũ trụ càn khôn này. Và còn gì đẹp hơn nữa khi chính loài người, điểm cao của cái công trình sáng tạo lần thứ nhất, đã nhận được chính cái ước mơ muôn đời của mình, để giữa cái nhân tính của loài người xác phàm này được hiệp nhất, được trở nên bất khả phân ly với thiên tính của ngôi lời, để trong một cái ngôi vị đó đã đón nhận được cái điểm cao của cả hai cái vũ trụ hữu hình, vũ trụ vô hình của cả hai lần sáng tạo trong cái công trình của Thiên Chúa Cha, từ hư không mà thành ra có một cái vũ trụ xinh đẹp. Và lần sáng tạo thứ hai, từ vật thể xác phàm đã trở nên một cái trời mới, đất mới, trở nên một cái nhân loại mới, trở nên một cái thế giới xứng đáng để đón nhận trọn vẹn vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện nơi cuộc đời, và nhất là nơi công cuộc chịu đau khổ, chịu tử nạn và phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu, để kết cục như ngôn từ của Thánh Phaolô: Chúa Giêsu Kitô sẽ là chủ lịch sử, Chúa Giêsu Kitô sẽ thâu tóm tất cả vũ trụ càn khôn và đặt ở dưới chân của Thiên Chúa Cha để trả lại vinh quang cho Thiên Chúa Cha, trả lại công bằng cho Thiên Chúa Cha, trả lại cho tất cả những cái điều gì tốt đẹp nhất đã được hoạch định trong lần sáng tạo thứ nhất. Và đó, thưa anh chị em, chính là ý nghĩa của cái bài tự ngôn, của cái bài nhập đề tin mừng thứ tư mà chúng ta được nghe hôm nay. Cái công trình sáng tạo mới do chính ngôi lời của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, ngôi hai nhập thể, đã đem cái công trình sáng tạo càn khôn của Thiên Chúa Cha lần thứ nhất đến cái ý nghĩa trọn vẹn đầy đủ nhất của nó. Xin cảm ơn anh chị em.